Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đà Nẵng bước vào thời gian thực hiện chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. 100% quân số công an thành phố đã được huy động ứng trực làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Sau 2 năm thực hiện đề án công an chính quy về xã, lực lượng này không chỉ phát huy hiệu quả trong phòng chống các loại tội phạm, mà còn là lá chắn thép để lùi dịch bệnh ra khỏi địa bàn nông thôn. Sử dụng giấy đi đường sai mục đích, sai đối tượng, người dân đang lơ là chủ quan với dịch bệnh Covid-19. Hàng loạt các trường hợp vi phạm bị phát hiện, cần phải được xử lý nghiêm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi nghe Công an thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Bộ Công an và các đơn vị báo cáo về công tác phòng chống dịch thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Thứ trưởng nhận định, Đà Nẵng bắt đầu thực hiện các biện pháp mạnh hơn chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, phối hợp với lực lượng chức năng khác giám sát, kiểm tra xử lý để đảm bảo các biện pháp này được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhiều tình huống có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Riêng với các nhà tạm giữ, trại tạm giam và các cơ sở y tế phải quán triệt nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng tình hình chung trên toàn địa bàn. Bộ Công an cũng sẽ huy động nguồn vaccine để đảm bảo cho tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch được tiêm ngừa sớm nhất. Bắt đầu từ 18 giờ ngày 31 tháng 7, thành phố Đà Nẵng bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vai trò của lực lượng công an trong việc giám sát và thực thi chỉ thị này là rất quan trọng. Chính vì vậy, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, Công an các đơn vị địa phương đã ứng trực 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ. Đúng 18 giờ ngày 31 tháng 7, Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp xuống tận các chốt kiểm soát dịch để kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ của công an các đơn vị địa phương. Đây là đêm đầu tiên thực hiện việc giãn cách nên các lực lượng công an chú trọng nhắc nhở, tuyên truyền để bà con nhân dân lưu tâm thực hiện theo đúng yêu cầu phòng chống dịch. Qua kiểm tra thì đến giờ phút này tất cả trên địa bàn của thành phố, những người có trách nhiệm đều được có cái giấy đảm bảo về cái thực hiện công vụ của mình khi mà ra đường. Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 200 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do lực lượng công an chủ trì và phối hợp với các lực lượng khác tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tôi bố trí trên địa bàn là 18 chốt, có 3 tổ tuần tra lưu động để mà phát hiện xử lý những cái người vi phạm. Cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 sẽ còn kéo dài khi các ca lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn gia tăng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân sự và sự đồng lòng của người dân, một ngày không xa, thành phố Đà Nẵng sẽ sớm khoanh vùng, khống chế và thêm lần nữa dập dịch thành công. Ngay khi các chốt kiểm soát dịch bệnh đã hoạt động ổn định, các tổ kiểm tra của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến thực tế kiểm tra tình hình tại đây. Trong ngày đầu tuần, đoàn kiểm tra ghi nhận số lượng người dân ra đường qua các chốt kiểm dịch còn khá nhiều. Phần lớn đều có giấy đi đường, giấy giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhưng lại không đúng quy chuẩn mà thành phố đưa ra hoặc hết thời hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động của công an các địa phương đã tổ chức tốt các chốt kiểm soát, lượng người và phương tiện qua địa bàn, giữ đúng tinh thần, thái độ khi tiếp xúc, nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc không ra đường trong thời gian cách ly xã hội. Lãnh đạo Công an thành phố quán triệt công an các địa phương cần tăng cường phối hợp nắm tình hình địa bàn dân cư, kịp thời thông tin khi có trường hợp người về từ vùng dịch hoặc mới xuất hiện ở địa phương để có biện pháp phòng dịch hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2021 là thời gian đánh dấu chặng đường 2 năm lực lượng công an chính quy về xã. Từ những ngày đầu lạ lẫm nhận công việc, đến nay họ đã tạo được những dấu ấn đậm nét
trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần chính quy, tinh nhuệ, lực lượng này đã sát cánh cùng người dân và chính quyền địa phương bảo vệ cho sự bình yên của từng thôn xóm. Ngày 1 tháng 7, Công an xã Hòa Liên đã bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lang thang trên địa bàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Sau đó không lâu, Công an xã Hòa Ninh liên tục phát hiện đẩy đuổi nhiều trường hợp tụ tập vui chơi, vi phạm quy định phòng chống dịch. Đặc biệt, Công an xã đã bắt giữ một đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Để mà bắt được đối tượng thì lực lượng công an xã là phải bố trí rẽ rót các tổ vai bác gần một tuần triển khai mật phục. Thì đến ngày 20 tháng 7 là lực lượng công an xã, ban chỉ huy xã đã là tiến hành bắt giữ được đối tượng. Sự nhiệt tình, xông pha, am hiểu nghiệp vụ của lực lượng công an xã chính quy còn góp phần thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong chiến dịch thực hiện hai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp quản lý căn cước công dân, lực lượng công an chính quy ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân cư thưa thớt đã có nhiều nỗ lực vượt khó hoàn thành đúng quy định cấp trên giao. Hình ảnh các tổ 8394 mà nòng cốt là lực lượng công an xã làm nhiệm vụ trên khắp các làng xã cả ngày lẫn đêm đã tạo thêm niềm tin yêu của người dân. Bên công an đã tham mưu cho ban chỉ đạo có hẳn một cái lịch tuần tra kiểm soát cụ thể. Bên cạnh đó thì tuần tra ban đêm nắm chặt các cái cơ sở lưu trú có thể là tiếp nhận người vào trọ bất kỳ lúc nào. Khi tình hình dịch COVID-19 phức tạp, bên cạnh nhận nhiệm vụ kiểm soát dòng người ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát dịch, công an xã còn phân bổ lực lượng cho các chốt phong tỏa, các điểm cách ly và cả nhận nhiệm vụ khoanh vùng, truy vết ở địa phương mình. Bây giờ đây thì chúng tôi đã phát hiện một ca nghi dương tính, thì chúng tôi đã bố trí anh em khẩn trương phối hợp với lực lượng có liên quan như là xã đội, dân phòng là xuống là chốt chặn các điểm mà nghi ngờ các ca dương tính đó, và đặc biệt thì trong vấn đề này thì chúng tôi sẽ đảm bảo công tác phòng chống dịch cho các chiến sĩ. Dẫu điều kiện còn khó khăn, sự vất vả gian nan có thể còn nhiều hơn lực lượng công an ở những địa phương khác. Thế nhưng bằng tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, lực lượng công an xã chính quy tại thành phố Đà Nẵng nguyện dốc hết sức mình bảo vệ bình yên cho cuộc sống người dân ở vùng nông thôn và cũng là lá chắn quan trọng đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, rất nhiều đoàn xe máy của người dân từ các tỉnh phía Nam di chuyển về quê để tránh dịch. Hành trình từ Nam ra Bắc khi đi qua địa phận Đà Nẵng, bà con xa quê đã được chính quyền và lực lượng công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ nhiệt tình. Những hành động giản dị, những chủ trương đúng đắn đã khiến bà con xa quê cảm thấy ấm lòng với nghĩa đồng bào. 128 người đi trên 69 xe máy từ miền Nam trở về quê qua địa bàn thành phố Đà Nẵng. 5 giờ rưỡi chiều, đoàn xe đã được trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố tiếp nhận tại địa bàn giáp danh với tỉnh Quảng Nam. Ở đây, bà con được hướng dẫn nghỉ ngơi, ăn uống và được tiếp nhiên liệu, sửa xe miễn phí để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Trong Sài Gòn nó dịch quá, cũng hơn một tháng trời không được ra khỏi nhà. Cho nên chúng em có quyết định là nếu mà được đi xe máy về, chúng em chết em cũng về. Thì chúng em cũng làm thay mặt cảm ơn đến các anh, các chị rồi mọi người, nhà nước cho mình, cán bộ rồi dân, những người tốt bụng. Tính tới nay, Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng đã đón hộ tống được hơn 15 đoàn với gần 2.000 công dân trở về quê. Ngoài ra, nhằm tạo sự an toàn cho bà con, Công an thành phố đề xuất với đơn vị quản lý hầm đường bộ Hải Vân tổ chức trung chuyển người và xe qua hầm để tránh dòng người vượt qua đèo. Thực hiện công tác hỗ trợ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho tất cả mọi người dân khi điều khiển phương tiện qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, và họ sẽ có những cái động lực và có những cái sức mạnh để mà coi như là cố gắng vượt qua những cái khó khăn gian khổ mà để mà họ trở về quê hương một cách an toàn. Sau những tháng ngày sống chật vật bất an, cuối cùng những người con xa quê cũng sắp được về nhà. Sự hỗ trợ đầy nhân văn của công an thành phố và chính quyền mỗi địa phương đi qua đều khiến họ cảm thấy thật ấm lòng và quý mến hơn hai tiếng đồng bào. Tiếp theo là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Tuần qua, tổ công tác C3911 phát hiện Phan Phú Khương, 20 tuổi, điều khiển xe lưu thông trên đường Hoàng Văn Thái có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra và phát hiện Khang đang cất giấu một gói ma túy đá.
phối hợp với lực lượng công an quận Liên Chiểu, lực lượng 911 bắt giữ Nguyễn Văn Ngà, 23 tuổi và Hoàng Đức Tâm, 22 tuổi, cùng trú quận Liên Chiểu, là hai đối tượng đã bán ma túy cho Khang, thu giữ tại phòng trọ 2 viên hồng phiến cùng một số dụng cụ để phân chia sử dụng ma túy. Cũng trong tuần qua, công an quận Sơn Trà đã đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Phạm Minh Khoa, 33 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Trước đó, vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 7, Tổ tuần tra phòng chống tội phạm Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà đã bắt quả tang Khoa đang thực hiện trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận từ tháng 4 năm 2021 đến nay, lợi dụng các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Sơn Trà đóng cửa không hoạt động do dịch bệnh, Khoa đã dùng mỏ lết phá khóa cửa đột nhập thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản, lấy đi nhiều tài sản có giá trị trên 150 triệu đồng. Liên quan đến sự việc nhiều người buôn bán nhỏ trên địa bàn thành phố phản ánh, một phụ nữ đến mua hàng, bịa ra lý do để mượn và quyệt tiền. Ngày 29 tháng 7, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê đã vào cuộc xác minh và làm rõ đối tượng là Đặng Thị Kim Nga, 29 tuổi, trú huyện Hòa Vang, là thủ phạm. Tại cơ quan công an, Nga thừa nhận đã thực hiện 4 vụ quyệt tiền của nhiều người bán hàng để tiêu xài cá nhân. Nhưng thực tế, số lượng người dân trình báo với cơ quan công an bị Nga lừa lên đến hơn chục người. Chiều ngày 2 tháng 8, nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra tại tầng 4 của nhà dân có địa chỉ lô G14, đường Phạm Văn Đồng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã điều động một xe thang, hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn chục cán bộ chiến sĩ có mặt để triển khai phương án dập tắt đám cháy. Vì tầng 4 ngôi nhà là nhà kho với nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm và sinh khói nên khiến việc tiếp cận hiện trường gặp không ít khó khăn. Sau nửa giờ đồng hồ vào cuộc, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy ở tầng 4, không để cháy lan xuống các tầng dưới và nhà dân xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, Chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn cho phép các doanh nghiệp thiết yếu hoạt động và nhân viên của các doanh nghiệp này được cấp giấy đi đường để lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh. Lợi dụng quy định này, nhiều doanh nghiệp tổ chức đã cấp giấy đi đường tràn lan, thậm chí là sai đối tượng, sai mục đích, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm soát dịch. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, Công an các đơn vị địa phương đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc sử dụng giấy đi đường không đúng quy định nhằm siết chặt các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Đây là 7 giấy đi đường không đúng quy định của một hợp tác xã vận tải trên địa bàn quận Hải Châu cấp cho nhân viên bị Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ phát hiện thu giữ. Đáng nói hơn, thay vì chỉ cấp một giấy đi đường, hợp tác xã trên đã tạo kẽ hở cho nhân viên mình mang thêm nhiều giấy đi đường khác được ký và đóng dấu sẵn để đem về phân phát cho người dân ở khu dân cư. Công an phường đang thực hiện các việc xác minh, làm rõ kẽ hở của công ty là không ghi họ tên, địa chỉ của người được cấp đăng giấy. Lợi dụng cái việc đó mà anh về trên khu dân cư mình và cho những người dân trong khu dân cư để thực hiện cái việc đi lạ, làm khó khăn trong cái việc thực hiện giãn cách xã hội. Không chỉ riêng ở địa bàn quận Cẩm Lệ mà tại hơn 200 chốt kiểm soát dịch của thành phố, lực lượng công an cũng kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp tương tự. Có trường hợp giấy đi đường được cấp cho những bộ phận không thiết yếu, không đúng đối tượng, không đúng mẫu quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, thậm chí là còn để trống thông tin chỉ có chữ ký của giám đốc và dấu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp và cơ quan thì trong những trường hợp mà hết sức là cần thiết, cấp thiết thì mới cấp giấy đi đường. Và cấp trong quá trình cấp thì phải đúng người, đúng địa chỉ, đúng quy định. Bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an cùng các đơn vị ban ngành trong việc kiểm soát chặt chẽ giấy đi đường, thì vẫn cần sự tự giác và ý thức nghiêm chỉnh thực hiện các quy định phòng chống dịch của mỗi người để sớm mang lại cuộc sống an toàn cho thành phố. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến những vụ việc này, Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ vừa mới ra quyết định xử phạt một tổ chức và một cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch. Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế với số tiền 15 triệu đồng đối với hợp tác xã kinh doanh vận tải AHB chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị ký đóng dấu đi đường, đồng thời xử phạt 7,5 triệu đồng đối với cá nhân ông Trịnh Đình Thanh, lái xe của hợp tác xã, người phát giấy đi đường cho hàng xóm về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
Được biết, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 3 tháng 8, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ gần 1.500 giấy đi đường với các lỗi như không đúng quy định, không đúng đối tượng, lý do không cấp thiết, không xuất trình được giấy tờ tùy thân khớp với giấy đi đường, đồng thời đề xuất hướng xử phạt nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định. Thông tin này đã khép lại chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.